chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Nhà đẹp Apollo Việt, đơn vị thiết kế thi công trọn gói uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam. Và trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý vị top 3 mẫu biệt thự vườn mái Nhật 2 tầng thanh lịch sang trọng đang gây bão trên mạng xã hội trong suốt năm 2021 và nửa đầu năm 2022. Và trước khi bắt đầu video ngày hôm nay, quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để hàng tuần cùng với chúng tôi đón nhận thêm nhiều không gian sống đẹp hơn nữa nhé. Đầu tiên là mẫu biệt thự mái Nhật của gia đình anh Tuấn, chị Nguyệt tại Thái Nguyên. Sở hữu mặt tiền 12m, ngôi biệt thự 2 tầng thu hút mọi ánh nhìn. Sở hữu mảnh đất hơn 500m2, khuôn đất không vuông vắn mà mang hình dáng phức tạp. Kiến trúc sư đã tính toán sao cho tận dụng khoảng không ở những phần gấp khúc, góc cạnh làm bể bơi, tiểu cảnh cây xanh cho không gian thêm trong lành. Bên ngoài ngôi nhà, ở phía trước thì chúng tôi đã thiết kế một gara để chủ đầu tư đậu xe ô tô độc lập. Phía đằng sau hông nhà là một bể bơi gia đình 24m2, đặc biệt thích hợp cho ngày mùa hè nắng nóng. Cùng với đó là một chòi nghỉ thưởng trà tiện lợi và đẹp mắt. Ngôi biệt thự chia mặt tiền của ngôi nhà thành 3 khối chính. Sảnh chính đặt ở chính giữa, hình khối kiến trúc đăng đối, góp phần tạo điểm nhấn cho không gian kiến trúc thêm phần vững chắc và quy mô hơn. Hệ thống sảnh chính của mẫu biệt thự kiên cố với hai trụ vuông chắc chắn, đem đến sự hài hòa cho cả tổng thể kiến trúc. Bên trong là khối cột hình tròn với hệ thống hòa văn uốn lượn uyển chuyển. Hai khối cột đan xen vừa mềm mại mà vừa cứng cáp, kiên cố, góp phần khắc họa nét đẹp cho biệt thự nhà vườn mái Nhật. Sử dụng hệ thống mái Nhật với tông màu xanh sẫm kết hợp với gam màu trắng của sơn tường, màu kem của gạch ốp chân tường đã đem đến vẻ đẹp nổi bật, thu hút cho không gian kiến trúc của mẫu biệt thự Thái Nguyên. Hệ thống lan can ban công của căn biệt thự sử dụng chất liệu sắt mỹ thuật, càng tô điểm thêm cho sự sang trọng của biệt thự. Tỷ lệ kiến trúc được tính toán một cách kỹ lưỡng với các hình khối bố cục rõ ràng, liên kết chặt chẽ với nhau, tạo nên tổng thể kiến trúc hài hòa, cân đối. Bên cạnh ngoại thất sang trọng thu hút thì cách bố trí công năng và nội thất của mẫu biệt thự nhà vườn mái Nhật cũng mang lại không gian đầy đủ tiện nghi. Tầng 1 gồm có phòng khách, phòng ngủ master kết hợp thay đồ, bếp ăn, kho rượu và nhà vệ sinh. Tầng 2 gồm có 2 phòng ngủ master kết hợp phòng thay đồ và 1 phòng ngủ khép kín, phòng sinh hoạt chung và phòng thờ. Tiếp đến là mẫu biệt thự của gia đình chị Khuyên tại Bắc Ninh. Với mặt tiền là 13,21m, chiều sâu 11,03m, ngôi biệt thự mái Nhật gây ấn tượng mạnh với lối kiến trúc độc đáo, sáng tạo và mới lạ. Ngôi biệt thự 2 tầng ở Bắc Ninh được thiết kế với hệ mái Nhật dạng kim tự tháp, nổi bật giữa gam màu trắng chủ đạo. Ngôi biệt thự vườn đẹp chắc chắn sẽ mang đến một diện mạo mới cho vùng quê Kinh Bắc với lối kiến trúc tân cổ điển sang trọng, thời thượng. Mặt tiền rộng tới 13m, được thiết kế với những đường nét thanh thoát, tỉ mỉ, làm bật lên những đường nét ấn tượng và cuốn hút. Thưa quý vị, hệ thống trụ cột bề thế chạy thẳng từ chân tường đến mái chính là điểm nhấn nổi bật mà Hải Vân muốn chia sẻ đến cho quý vị. Nếu như sảnh tầng 1 sử dụng hệ trụ cột vuông vững chãi, bề thế được ốp gạch ma hồ màu kem, vân mây, thì ban công tầng 2 lại sử dụng cột túc san, kiến trúc La Mã cổ với những rãnh soi rõ nét. Sự phối hợp khéo léo ở giữa cột vuông tầng 1 và cột tròn ở tầng 2 khiến cho ngôi nhà trở nên bề thế và khang trang hơn rất là nhiều. Quý vị có thể thấy những đường phào chỉ, gờ tường, phào cửa và hoa văn trang trí là đặc trưng không thể thiếu của kiến trúc tân cổ điển châu Âu. Đặc biệt những chi tiết hoa dây trang trí kết hợp với khung vòng của hệ cửa đem đến sự mềm mại, thanh lịch cho ngôi nhà. Các đường kẻ chỉ được thiết kế vô cùng nhẹ nhàng, giúp cho không gian mặt tiền của mẫu thiết kế biệt thự nhà vườn 2 tầng trở nên vô cùng sinh động và bắt mắt. Quý vị có thể thấy, hệ thống sân vườn tiểu cảnh được quy hoạch rất là khoa học và hợp lý. Một hồ sen nhỏ với hòn non bộ được thiết kế ở góc sân. Khu vườn nhỏ bên hông nhà lại được bố trí một bàn trà xinh xắn, giúp các thành viên trong gia đình có những giờ phút thư giãn. Thưa quý vị, bên cạnh thiết kế ngoại thất ấn tượng, công năng của ngôi nhà đẹp 2 tầng được bố trí vô cùng khoa học. Tầng 1 gồm có phòng khách, phòng thờ, phòng ăn, khu vực sập vụ, phòng ngủ khép kín, phòng kỹ thuật. Tầng 2 gồm có phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ master, 2 phòng ngủ nhỏ, 1 phòng ngủ khép kín và nhà vệ sinh. Mẫu biệt thự thứ 3 là biệt thự mái Nhật của gia đình anh Thoại tại Quảng Ninh. Với mặt tiền 11,9m, chiều sâu 11,6m, ngôi biệt thự 2 tầng của gia đình anh Thoại gây ấn tượng mạnh với lối kiến trúc độc đáo, sáng tạo và mới lạ. Mặt tiền rộng tới 11,9m được thiết kế với những đường nét thanh thoát tỉ mỉ, làm bật lên những đường nét ấn tượng và cuốn hút. Nếu như sảnh tầng 1 sử dụng hệ trụ cột vuông vững chãi bề thế được ốp gạch marble màu kem vân mây, thì ban công tầng 2 lại sử dụng công thức cột túc san
của kiến trúc La Mã cổ với những rãnh soi rõ nét. Để ngôi nhà không chỉ mang giá trị thẩm mỹ cao mà còn đảm bảo tuổi thọ lâu dài, kiến trúc sư của Apollo Việt đã tư vấn cho chủ đầu tư sử dụng những chất liệu tốt với mức chi phí hợp lý, từ sân ngoại thất đến hệ cửa gỗ và kính cường lực. Chất liệu gỗ cam xe màu đỏ được sử dụng làm cửa ra vào với những vân gỗ nổi đẹp mắt. Bộ cửa gỗ cũng như là khung cửa gỗ được phun sơn phủ bóng để bảo vệ gỗ khỏi mối mọt, ẩm mốc, kéo dài tuổi thọ và độ bền cho hệ cửa. Hệ thống cửa sổ, cửa ban công lại sử dụng chất liệu kính dán an toàn hai lớp, khung nhôm PMI giúp lấy ánh sáng tự nhiên cho ngôi nhà. Lan can ban công lại sử dụng chất liệu sắt mỹ thuật màu đen mang đến vẻ đẹp sang trọng, thanh lịch cho mẫu biệt thự. Khuôn viên ngôi nhà được bảo vệ bởi hệ thống tường rào bê tông màu trắng cùng với cổng hai cánh sử dụng chất liệu sắt mỹ thuật màu đen. Thưa quý vị, bên cạnh thiết kế ngoại thất ấn tượng, công năng của ngôi nhà đẹp 2 tầng được bố trí vô cùng khoa học. Tầng 1 gồm có phòng khách, bếp ăn, phòng ngủ master, phòng ngủ đơn và nhà vệ sinh. Tầng 2 thì gồm có phòng thờ, phòng làm việc, phòng sinh hoạt chung, hai phòng ngủ và nhà vệ sinh. Apollo Việt cung cấp giải pháp thiết kế thi công trọn gói nhằm mang đến không gian hoàn mỹ, sang trọng cho mọi gia đình Việt. Chúng tôi hy vọng những ngôi biệt thự vườn 2 tầng đẹp sẽ giúp cho quý vị có thêm những ý tưởng tuyệt vời cho ngôi nhà tương lai của bạn. Nếu quý vị mong muốn sở hữu cho mình một mẫu thiết kế nhà ở đẹp như vậy thì hãy liên hệ ngay theo số hotline 0962 368 892 hoặc 033 45 11135 để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất. Cuối cùng, Apollo Việt xin chào và chúc sức khỏe quý vị. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.